Bây giờ đang là thời điểm 21/22/1/2021 dương lịch. Và nhà mình đang cắm cái lứa chuỗi ngọc này để chuẩn bị ra riêng bán ạ. Các cái cây, à đây mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn nhé. Để các bạn nếu mà có mong muốn là tự mình nhân giống lên cái cây chuỗi ngọc này thì các bạn cũng biết đường để làm nhá. Thứ nhất là các bạn thấy là nhà mình cắt cái cành từ cây bố mẹ. Sau khi cắt xong ấy thì mọi người cứ hỏi là có cần phải kích rễ hay không, hoàn toàn là không cần phải thuốc hay kích rễ gì hết. Thì chúng ta sẽ cắm. Còn trước khi cắm thì chuẩn bị đất bạn nhé. Cái hỗn hợp mà để chuẩn bị để cắm cái bầu chuỗi ngọc này thì là bao gồm là đất và trấu các bạn nhé. Tỷ lệ khoảng tầm là 70 30 hoặc là 60 40. Sau khi chuẩn bị đất xong thì là cho đất vào trong các cái bầu nhỏ nhỏ như này. Đó, bầu đen đen này, đó. Đấy. Sau đó thì các cái cây chuỗi ngọc cắt về thì là tuốt, phải tuốt bớt lá nhé. Một trong những cái kinh nghiệm và kỹ thuật nhà mình làm ấy là các bạn phải tuốt bớt cái lá ở gốc đi. Tuốt đi chỉ còn giữ lại 2 phần 3 độ dài của cái đoạn cây thôi. Mục đích là như này, để các cái lá này nó sẽ không bị thối. Các lá dưới chân ý, khi cắm nó sẽ không bị thối. Khi mà nó đã thối thì nó sẽ gây bệnh cho cái cây. Còn cắm thì rất là bình thường. Nhà mình là thuộc dạng cắm nhiều bạn ạ. Mỗi một cái bầu như này là nhà mình cắm 4 thân bạn nhé. Đấy. Cứ thế cầm xuống cắm thế thôi. Và nhiều khi làm cứ như là chơi đồ chơi trò chơi đồ chơi ấy bạn nhé. Nhưng mà cái này nó mất công. Cây này nó rất dễ sống nhưng mà mất công, có nghĩa là bạn thấy không? Cắt này, tuốt lá này, cắm này, xong đấy là cái thời gian chăm sóc. Ví dụ như mà mùa hè thì có thể tầm tháng rưỡi là có thể ra rễ rồi, nhưng mà riêng mùa đông ấy thì phải tầm 2 tháng trở lên. Những khi mà thời tiết mà sương giá lạnh thì nó còn nhiều thời gian hơn nữa. Có phải mất đến 2 tháng, 2 tháng rưỡi thì mới được thu hoạch, mới được bán. Và trong quá trình tưới thì hoàn toàn là tưới nước lã hết. Không có cả một chút phân do gì hết ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua các cây chuỗi ngọc như thế này thì vui lòng liên hệ nha. 097 797 3535 hoặc là truy cập website www.hulatrees.com. Trên này nhà mình có đề cái giá bán buôn, hàng này là hàng công trình cho nên là sẽ bán với cả số lượng lớn bạn nhé. Cảm ơn các bạn nha.